Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car. Kính thưa quý anh chị, trước mặt quý vị và tất cả các bạn đó chính là chiếc xe Kia K3 1.6 Turbo GT năm 2022. Một trong những dòng xe thể thao mới được bổ sung tại thị trường Việt Nam, hướng tới những khách hàng mà yêu thích sự cảm giác mạnh mẽ, vận hành thể thao. Ở trong phân khúc hạng C ở Việt Nam thì chúng ta chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở năm 2022 với cạnh tranh một hàng loạt những cái hạng đối thủ. Ví dụ như Toyota Corolla Altis vừa mới được ra mắt ở trong tháng 3 với mức giá từ 719 triệu đồng cho tới 860 triệu đồng, hay Hyundai Elantra. Cùng với đó là một số các hãng xe từ Trung Quốc như Beijing U5 Plus hay là MG5 với mẫu xe khoảng từ 400 tới đến 500 triệu đồng. Vậy thì trong clip ngày hôm nay thì Quyết cùng với cả quý anh chị chúng ta hãy xem là với giá bán khuyến mãi với chiếc xe K3 1.6 Turbo GT thì chúng ta có những cái option gì, lăn bánh ra sao ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Và trước khi clip bắt đầu thì mọi người đừng quên rằng ấn giúp Quyết nút đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh mọi người nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần giá bán trước điện. Với chiếc xe K3 1.6 Turbo ở thời điểm hiện tại chúng ta sẽ có giá niêm yết là 759 triệu đồng mọi người nha. Nghĩa là cao hơn so với phiên bản 2.0 Premium của chúng ta sẽ rơi vào khoảng tầm 70 triệu đồng. Khoảng 70 triệu đúng không ạ? 70-80 triệu. Rõ ràng là mức giá cao hơn, tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ có những cái option tương ứng thì một lát tôi cũng sẽ chia sẻ dành cho tất cả quý anh chị. Nhưng mà tuy nhiên thì lăn bánh được đối với chiếc xe này ở Hà Nội sau khi mà chúng ta áp dụng 50% thuế trước bạ thì bây giờ chúng ta chỉ cần bỏ ra là 825 triệu đồng mà thôi. Cùng với đó là cho Quyết tối thiểu đó chính là 230 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu và lăn bánh được chiếc xe này rồi. Với nữ quý anh chị mà chúng ta đang yêu thích dòng sản phẩm K3 1.6 Turbo ở thời điểm tại thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình, kết bạn Zalo với Quyết thì Quyết cũng sẽ báo giá, gửi cho mọi người về bảng màu, giá lăn bánh ở từng khu vực cũng như là thủ tục trả góp hàng tháng như thế nào để quý anh chị chúng ta có thể nắm được một cách cụ thể nhất ở từng phiên bản một. Tất nhiên là ngoài phiên bản 1.6 ra thì chúng ta còn có bản Deluxe 559 triệu đồng, phiên bản Luxury 639 triệu đồng, phiên bản 1.6 Premium là 669 triệu đồng và phiên bản 2.0 Premium là 689 triệu đồng. Đó, dành cho các quý anh chị, mọi người yêu thích bản nào thì mọi người gọi điện cho Quyết nha. Quay trở lại thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái việc mà nâng cấp cái phiên bản Kia K3 1.6 Turbo GT Line ở lắp ráp tại thị trường Việt Nam thì nó sẽ đáp ứng được rất là nhiều các phân khúc cạnh tranh trực tiếp với chiếc xe bên dòng Honda, đó sẽ là Honda Civic, phiên bản cũng là phiên bản Turbo. Tuy nhiên, chiếc xe này có công suất mã lực lên tới là 201 mã và mô men xoắn là 265 mã kết hợp với cả bộ ly hợp kép 7 cấp thì sẽ đáp ứng được rất nhiều các tính năng, đáp ứng được toàn bộ các cái nhu cầu lái của tất cả quý anh chị, đặc biệt dành cho những quý các anh nam mà yêu thích sự thể thao thì chiếc xe này là chiếc xe dẫn động cầu sau. Đó, cùng với đó là chúng ta sẽ sở hữu phanh đĩa trợ lực điện và bộ mâm lên tới là 17 inch cho chiếc xe này. Để cụ thể hơn thì chúng ta sẽ có tất cả là 7 màu: màu trắng ngọc trai, màu đỏ, màu xanh nước biển, màu xanh sẫm, đen, xám bạc và xanh xám dành cho tất cả các quý anh chị. Với chiếc xe này thì chúng ta sẽ có được trang bị hàng loạt những cái, ví dụ như là chúng ta trang bị bộ mâm 17 inch này. Về gương chiếu hậu chúng ta sẽ có tính năng chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, cảnh báo điểm mù trên gương. Ở bên trong xe thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế thể thao giữa là màu đỏ và viền màu đen cực kỳ là đẹp mắt. Với cụm đồng hồ thì là hộp đồ kiểu analog TFT rất là quen thuộc đúng không ạ? Và ghế sẽ được bọc ra đi kèm với biểu tượng là logo GT để dễ cho quý anh chị chúng ta nhận diện. Về vô lăng thì chúng ta sẽ sử dụng vô lăng D cắt của Kia. Một số các cái chi tiết thể thao như là chụp cần số, khâu chỉ đỏ, ốp kim loại ở bàn đạp ga, là đạp phanh. Với cái màn hình chúng ta sẽ có màn hình giải trí là 10,25 inch đặt chuẩn kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Với hàng ghế thì chúng ta thấy một cái ghế chỉnh điện và nhớ hai vị trí. Và chưa dừng lại ở đó thì hàng ghế phía trước ấy, chúng ta có cả chức năng sưởi và làm mát tiện nghi nữa. Hàng ghế ở phía đằng sau thì cũng rất là tiện nghi, rộng rãi, có bệ tì tay ở trung tâm, cửa gió điều hòa quen thuộc.
Về trang bị an toàn thì chúng ta sẽ có một số các cái trang bị, ví dụ như là hệ thống ABS, EBD, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, cảm biến độ xe trước sau, camera lùi và kiểm soát hành trình dành cho chiếc xe này. Và nếu quý anh chị, nếu chúng ta đang có nhu cầu thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để đội ngũ có thể báo giá một cách chi tiết cho mọi người. Và một lần nữa thì Quyết xin nhắc lại, chiếc xe này có mức giá là 759 triệu đồng, lăm bánh ở Hà Nội sẽ là 825 triệu và mọi người chuẩn bị giúp Quyết là 230 triệu tối thiểu để chúng ta có thể lăn bánh được chiếc xe này. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy ngắm nhìn nó lại một lần nữa được không ạ? Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất.